giật mình về những nguy hại khó lường của bánh trung thu. Bánh trung thu luôn là thứ quà không thể cưỡng đối với bất cứ ai. Tuy nhiên, chính những thành phần trong bánh lại là mối lo ngại đối với nhiều người. Ăn một chiếc bánh trung thu bằng 3 bát cơm. Ghi nhận từ VTV, lại một mùa trung thu đã tới. Những chiếc bánh nướng vàng ươm, bánh dẻo trắng tinh, thơm nức mùi hoa bưởi luôn mang lại sự thích thú cho những người thưởng thức. Nhưng nếu ăn bánh trung thu quá nhiều sẽ gây ảnh hưởng lớn tới sức khỏe, không phải người tiêu dùng nào cũng biết. Phần lớn chất béo trong bánh trung thu từ thịt mỡ là loại chất béo no gây nhiều tác hại. Nhân bánh trung thu thường có hương vị đặc trưng, có mỡ nên có độ béo ngậy và vị rất ngọt. Do đó, bánh cung cấp cho cơ thể nhiều năng lượng từ đường và chất béo. Vậy nên, đối với những người đang mắc bệnh béo phì hay tiểu đường thì sử dụng nhiều bánh trung thu sẽ gây hại đến sức khỏe. Chia sẻ trên Vietnamnet, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Lâm, Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia cũng cho biết rằng vỏ và nhân bánh trung thu chứa rất nhiều đường và chất béo. Một chiếc bánh thập cẩm loại 176g, 2 trứng, cung cấp 600-800 calo. Loại 4 trứng, cung cấp gần 1.000 calo. Trong đó, lượng glucid và bột luôn chiếm trên 80%. Theo bà Lâm, lượng calo này tương đương với một bữa ăn chính, từ 600-800 calo, khoảng bằng 3 bát cơm hoặc bằng 1,5 lần bát phở bò. Dễ gây ngộ độc nếu bảo quản không tốt. Cũng theo VTV, phần lớn chất béo trong bánh từ thịt mỡ là loại chất béo no gây nhiều tác hại. Chất đạm trong bánh nướng khá cao, thường là đạm động vật nên nếu bảo quản không tốt, chúng sẽ bị hỏng gây ra ngộ độc. Ngoài ra, nhiều loại bánh trung thu hiện nay thường có nhân là trứng muối, với hàm lượng cholesterol cực kỳ cao. Nếu những người bị tiểu đường, tiêu thụ nhiều sẽ khiến bệnh chuyển biến xấu. Từng loại nguyên liệu đều có nguy cơ mất an toàn thực phẩm như thực phẩm bị ôi thiêu, thực phẩm nhiễm các loại nấm mốc, vi khuẩn gây bệnh, nhiễm hóa chất độc hại. Nếu không kiểm soát được nguyên liệu, khi chế biến không đảm bảo quy trình về vệ sinh làm cho sản phẩm dễ bị ô nhiễm, có nguy cơ gây ngộ độc thực phẩm cấp tính, mãn tính, bệnh truyền qua thực phẩm và làm ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng người tiêu dùng. Những ai không nên ăn bánh trung thu quá nhiều. Theo người đưa tin, nếu ăn quá nhiều bánh trung thu, trẻ thừa cân, béo phì hoặc trẻ rối loạn dung nạp gluco có thể gây ra đái tháo đường. Còn đối với trẻ biếng ăn, khi ăn một miếng bánh vào lúc đói, đường huyết tăng lên sẽ làm trẻ mắc cảm giác thèm ăn trong bữa chính, khiến trẻ chán ăn, gây nên suy dinh dưỡng. Các chuyên gia khuyên người tiêu dùng nên ăn. Đối với những người muốn ăn bánh mà không lo béo phì thì nên ăn bánh trung thu chừng mực hoặc cắt bớt cơm đi. Chính bởi lý do này, bạn nên có kế hoạch ăn bánh trung thu điều độ và khoa học để tránh béo phì và gây hại cho sức khỏe. Các chuyên gia cũng lưu ý, vì bánh trung thu chứa quá nhiều đường và chất béo, nên sau khi ăn bánh trung thu, bạn nên đi bộ. Đi bộ sẽ giúp tiêu hao bớt năng lượng dư thừa. Ngoài ra, bạn nên ăn bánh trung thu cùng với trà xanh. Điều này sẽ giúp việc tiêu hóa, phân giải chất béo tốt hơn do chứa axit acetic. Đối với những người hấp thu tốt, khi thưởng thức bánh trung thu, bạn có thể giảm ăn cơm. Hay khi ăn bánh, bạn phải kết hợp vận động nhiều. Điều này giúp hỗ trợ cho quá trình bài tiết và có lợi cho sức khỏe. Các chuyên gia cũng đặc biệt lưu ý, khi chọn lựa bánh trung thu cho gia đình, như chọn sản phẩm có nhãn mác, nguồn gốc rõ ràng, đầy đủ tên các cơ sở sản xuất, địa chỉ, hướng dẫn sử dụng và bảo quản, thành phần bánh, ngày sản xuất và thời hạn sử dụng. Người tiêu dùng cũng nên lựa chọn bánh không bị dập nát, bao bì không bị rách, không có màu sắc khác thường hay có mùi lạ. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức khỏe tự nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Bốn bài thuốc hay chữa mất ngủ chỉ trong một tuần. Giải pháp thay thế cho những viên thuốc ngủ đang ngắt lại nhiều tác dụng phụ,
là dùng các bài thuốc nam với nguyên liệu quen thuộc trong cuộc sống. Dưới đây là 4 bài thuốc hay chữa mất ngủ. Chỉ cần kiên trì sử dụng 1 tuần sẽ mang đến cho bạn những giấc ngủ ngon. Top 4 bài thuốc hay chữa mất ngủ. 1. Lá bồng nêm. Lá bồng nêm có chức năng như tên gọi của mình, dùng lấy lá gói nêm, hạt được trồng để làm cảnh. Tuy nhiên, từ lâu đời, y học cổ truyền đã chứng minh trong lá bông có những hợp chất tác động lên hệ thần kinh trung ương, kích thích giấc ngủ. Lá bồng nêm cũng có thể chế biến thành nhiều bài thuốc hay chữa mất ngủ như sau. Hạn nước uống. Lấy lá bồng, hoa nhài tươi, táo nhân xào đen và tâm sen xào thơm thành một thang, sắc với 2 lít nước uống nhiều lần trong ngày. Ngâm rượu. Lấy lá bồng nêm phơi khô, thái nhỏ, cho 1 lít rượu vào ngâm ngập lá, đậy nắp kín để trong 20 ngày, mỗi lần uống lấy 15ml, dùng trước khi đi ngủ là tốt nhất. 2. Hoa nhài. Hoa nhài, ngoài việc dùng để ướp trà, tạo mùi thơm, thì cả rễ và hoa của loại cây này còn được ứng dụng để chữa mất ngủ hiệu quả. Có 2 cách dùng cây hoa nhài làm thuốc như sau. Với hoa nhài, bạn hái khoảng 10 bông hoa tươi, sau đó cho thêm 2g tầm sen, sắc lấy nước uống nhiều lần trong ngày. Với rễ cây nhài, bạn có thể phơi khô, cắt nhỏ để ngâm rượu. Rượu rễ hoa nhài để khoảng 1 tháng sẽ ngả sang màu hành vàng, có mùi thơm nhẹ rất dễ uống. Dùng liên tục khoảng 1 tuần sẽ giúp ngủ ngon hơn. 3. Hạt sen. Hạt sen không chỉ được dùng dưới dạng thực phẩm mà nó còn được các chuyên gia đông y đánh giá cao trong việc an thần, thúc đẩy giấc ngủ. Tuy nhiên, thành phần chính chữa mất ngủ lại không phải hạt sen mà là tâm sen. Phần nhân màu xanh nhỏ nằm ở giữa hạt. Bạn có thể sử dụng hạt sen nấu thành những món ăn, bài thuốc hay chữa mất ngủ như chè hạt sen, hạt sen long nhãn. Nên để cả phần tâm sen bên trong, mặc dù sẽ làm món ăn có vị đắng nhẹ nhưng lại rất tốt. Nếu dùng riêng phần tâm sen thì cần xào vàng để hạ bớt dược tính, sau đó hãm nước và trà uống. Liều lượng thích hợp mỗi ngày là từ 1 đến 3 gram. Dùng quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến khả năng sinh lý của cả hai giới. 4. Quả dâu tằm. Quả dâu tằm khá lành tính và nhiều tác dụng với sức khỏe, đặc biệt tốt cho người mất ngủ. Còn gì tuyệt vời hơn khi mùa hè nắng nóng được thưởng thức những cốc nước dâu ngâm mát lạnh. Một cách khác, bạn cũng có thể làm cao dâu bằng cách ép lấy nước 1 kg dâu tằm chín rồi đem đun với lửa nhỏ, thêm đường nấu thành cao mềm, mỗi ngày dùng 1 đến 2 lần, mỗi lần khoảng 5 gram, vừa dễ ngủ lại cung cấp nhiều vitamin cho cơ thể. Bên trên là 4 bài thuốc hay chữa bệnh mất ngủ từ những nguyên liệu rất đời, chẳng cần tốn kém hay tìm đâu xa xôi, bạn vẫn có thể chữa bệnh hiệu quả mà rất an toàn, ngại gì mà không thử. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Thói quen không ngừa khiến rất nhiều đàn ông mắc chứng tràn bão dưới không nghe. Hút thuốc lá nhiều. Một tạp chí khoa học của Anh đã nghiên cứu trên 65 người đàn ông tham gia chương trình bỏ thuốc lá 8 tuần và đo khả năng cương cứng của họ trước khi, trong khi và sau khi tham gia chương trình. Kết quả cho thấy 75% người tham gia có mức độ cương cứng lớn hơn, dễ bị kích thích hơn khi bỏ thuốc lá. Tương tự, một nghiên cứu năm 2014 của Đại học Shakespeare đã phân tích mẫu tinh trùng của 1970 nam giới. Các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng chưa đến 4% trong 318 tinh trùng của người sử dụng cần sa có kích thước và hình dáng chuẩn. Tinh trùng kém phát triển, ít có khả năng thụ tinh trong trứng hơn. Ít luyện tập thể thao. Trong 932 người tham gia phỏng vấn, chỉ có 96 người tập luyện thể thao vào một thời gian nhất định, còn 68% hầu như không luyện tập. Đây chính là thủ phạm dẫn tới hiện tượng mệt mỏi, đau đầu, hoa mắt, từ đó dẫn tới các chứng bệnh liên quan tới mạch máu não
và béo phì ở nam giới, rối loạn dương cương ở nam giới. Stress, căng thẳng. Khi chúng ta bị stress, căng thẳng, mệt mỏi, áp lực về tâm lý, cơ thể sẽ tiết ra nhiều hormone adrenaline hơn. Điều này có ảnh hưởng không tốt, do nó làm cho các mạch máu bị tắc nghẽn cục bộ, ảnh hưởng đến sự lưu thông máu bên trong cơ thể và máu lưu thông đến cậu nhỏ, khiến cho quá trình cương cứng bị đình trệ hoặc diễn ra rất khó khăn. Ăn nhiều đồ ăn vặt. Thường xuyên ăn các loại đồ ăn vặt, đồ ăn nhanh, ít dinh dưỡng như bim bim, khoai tây chiên, đồ rán sẽ khiến chức năng sinh lý của đàn ông suy giảm. Thay vào đó, hãy tập trung ăn những loại thực phẩm lành mạnh như ngũ cốc, rau, cá để đảm bảo sức khỏe và sinh lý. Xem nhiều TV. Theo một nghiên cứu năm 2010 của Đại học Rochester, những người đàn ông xem TV hơn 20 giờ mỗi tuần có lượng tinh trùng thấp hơn 44% so với những người hầu như không xem. Các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng những đàn ông khỏe mạnh nhưng sống lười biếng được đo bằng thói quen xem truyền hình có chất lượng tinh trùng kém hơn do thiếu hoạt động thể lực. Ít làm chuyện ấy. Có một sự thật thú vị là cậu bé sẽ hỏng dần nếu bạn ít sử dụng. Nghiên cứu được đăng trên tạp chí y học Hoa Kỳ cho thấy người ít quan hệ tình dục sẽ có nguy cơ rối loạn cương dương cao. Theo các nhà khoa học, số lần quan hệ hợp lý sẽ tốt cho cả cậu nhỏ và sức khỏe của bạn là 3 lần trên một tuần. Ngủ không đủ giấc. Một nghiên cứu của Đại học Chicago cho thấy đàn ông ngủ ít hơn 5 giờ mỗi đêm trong một tuần hoặc lâu hơn thì mức testosterone sẽ giảm đáng kể. Bên cạnh việc giảm ham muốn tình dục, ngủ ít cũng khiến khả năng sinh sản của bạn kém hiệu quả, xương và cơ bị suy yếu. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức khỏe tự nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Nấu cà tím lấy nước uống, cô gái thu được kết quả kinh ngạc sau 2 ngày. Từ khi phát hiện những cơn đau do bệnh khớp, đặc biệt là ở đầu gối và mắt cá chân, người phụ nữ này đã đến khá nhiều nơi và được bác sĩ cho dùng thuốc, nhưng cơn đau chỉ hết tạm thời. Sau đó, cô tìm kiếm các phương pháp điều trị viêm khớp tự nhiên, vô tình đọc được một bài thuốc với cà tím. Chính nó đã giúp cô đoạn tuyệt với triệu chứng và biến chứng của căn bệnh này. Phương thuốc này là tất cả những gì cô cần để làm dịu những cơn đau khủng khiếp ở các khớp. Điều này hoàn toàn có thể xảy ra vì trong cà tím chứa nhiều chất sắt và dồi dào vitamin giúp ngăn ngừa thiếu máu. Bên cạnh đó, magie, kali và canxi cùng với vitamin A và C trong cà tím còn có tác dụng cải thiện cấu trúc xương, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch. Và cà tím là loại quả chứa nhiều chất xơ. Không những vậy, trong cà tím còn có một chất gọi là acid chlorogenic, một chất chống oxy hóa rất mạnh, giúp đẩy lùi các bệnh về đường ruột và cải thiện hệ tiêu hóa. Bên cạnh đó, ăn cà tím còn tốt cho người bị bệnh tiểu đường type 2 vì lượng xơ dồi dào chứa trong nó. Nước cà tím vừa dùng để uống, vừa dùng để thoa và bốt như một loại dầu giảm đau nhức khá hiệu quả. Cách thực hiện được cô gái chia sẻ như sau. Chuẩn bị: một quả cà tím cỡ vừa, 1 lít nước. Thực hiện: 1. Trước tiên, bạn rửa cà tím và thái thành từng khúc mỏng. 2. Đun sôi 1 lít nước, tắt bếp. 3. Cho cà tím vào nồi nước vừa đun, đậy nắp lại. 4. Ngâm cà tím trong nồi nước sôi cho đến khi nước nguội hoàn toàn. 5. Cuối cùng, lọc bỏ phần xác cà tím và chắc lấy phần nước. Cách dùng: theo như lời chia sẻ thì chỉ sau 2 ngày uống và bôi nước cà tím, các cơn đau khớp sẽ dần biến mất. Nhưng để đạt hiệu quả tối ưu thì bạn nên duy trì uống nước cà tím trong khoảng 2 tuần. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức khỏe tự nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. À,
tay bị gai cọt sống thì không nên bỏ qua bài thuốc cực đơn giản này. Sau khi dùng cho mẹ để khỏi bệnh gai đôi cọt sống, chị Phương Loan đã chia sẻ bài thuốc này với bạn bè và mọi người trên Facebook. Chị đã tìm thấy nhiều đồng minh cùng mẹ chiến đấu với căn bệnh. Ai có mẹ già bị đau xương khớp, đặc biệt là bị gai cọt sống, đều sẽ thấy xót xa vô cùng. Mỗi lần chứng kiến cảnh mẹ bị đau vùng cổ, thắt lưng, chị Phương Loan, quê gốc Đồng Nai, lại ứa nước mắt. Thương thay cho mẹ. Chỉ có điều, mẹ chị nhất mực không chịu đến bệnh viện. Bà cứ gàn con và bảo, mẹ sống chung với lũ cả 20 năm nay rồi, giờ đi khám làm gì cho phí tiền. Nhưng đấy là khi bà mới 70 tuổi, còn đi lại túc tắc được và thời tiết lúc đó ở miền Nam không quá khắc nghiệt. Sau đó, bà đã cùng cả gia đình chị Loan ra Hà Nội sinh sống, nên càng cảm nhận rõ rệt những cơn đau do căn bệnh này đem lại. Nhớ lại khoảng thời gian hãi hùng ấy, chị Loan chưa hết rùng mình. Tôi thương mẹ tôi lắm, bệnh gai cột sống của bà khi ấy đã trở nặng đến mức suốt ngày đau tê ở cổ, rồi lan qua hai tay. Đau dọc sống lưng xuống hai chân, tôi có massage đấm bốt hay cho bà uống thuốc giảm đau cũng không ăn thua. Đêm đến, bà không dám làm phiền con cháu nên cứ rì rì khóc. Khi thời tiết ổn định thì mẹ tôi túc tắc đi khắp nhà. Vui vẻ vì đỡ mệt, nhưng chỉ vài ngày sau, mức độ đau sẽ tăng lên gấp đôi. Khi tái khám, bác sĩ nói mẹ tôi đã bị rất nặng, dây thần kinh chèn ép quá nặng, không chừng chỉ một thời gian ngắn nữa sẽ gặp chứng ống tủy, thu hẹp rối loạn đại tiểu tiện và mắc cảm giác toàn thân. Đến mức ấy thì mẹ tôi sợ quá, bà hốt hoảng xin tôi đưa đi khám. Của đáng tội là vì thằng cháu đích tôn vừa cưới vợ, vợ cháu lại đang mang bầu sắp đẻ. Mẹ tôi háo hức được nhìn mặt chắc nên rất muốn chữa khỏi bệnh, để vào Nam bế chắc một lần. Tôi chạy đôn chạy đáo khắp các bệnh viện đông, tây y ở Hà Nội. Nhưng tây y thì không tác động vì mẹ tôi đã cao tuổi, còn đông y kể cả chăm cứu cũng rất lâu khỏi. Buồn chán, tôi than thở với bạn bè qua điện thoại và đăng lên cả Facebook kêu la để đỡ stress. May thay cậu bạn cấp 3, khi đọc được chia sẻ của tôi, đã nhắn một tin nhắn đáng giá ngàn vàng. Mình sẽ mách cho mẹ cậu cách chữa bệnh bằng 3 loại thảo dược đơn giản, chanh, bưởi và ngải cứu. Chờ mình đi công tác về rồi sẽ tặng nhà chỉ cho bà nhé, 2 ngày nữa thôi. Mừng như trúng số độc đắc, tôi khoe ngay với mẹ. 2 ngày sau, cậu bạn tôi đến nhà và chỉ cho một bài thuốc vô cùng dễ làm và dễ dùng. Chỉ cần chuẩn bị 2 quả bưởi, 1 cái chanh bỏ hạt phơi khô, 200g ngải cứu khô, đem tất cả các nguyên liệu xào vàng, hạ thổ rồi ngâm với 2 lít rượu, 200g đường phèn trong 1 tuần cho ngấm rồi đảo đều, để kỹ từ 3 tuần đến 1 tháng là có thể lấy ra dùng được. Uống thuốc hàng ngày, mỗi lần uống một chén nhỏ khoảng 5-10ml sau ăn. Thời gian đầu dùng thuốc, người bệnh sẽ đau đớn vì công thuốc, nhưng chỉ cần cố gắng chịu đựng thì từ ngày thứ 7 trở đi sẽ thấy cảm giác êm ru. Tôi vội vã mua đầy đủ nguyên liệu trên và ngâm rượu cho mẹ dùng. Đúng như lời cậu bạn tôi nói, sau 7 ngày mẹ tôi như tìm lại được niềm vui sống. Bà ăn ngon miệng hơn, đi lại dễ dàng và ngủ gần 5 tiếng liên tục mà không đau e ẩm mình mẩy như trước nữa. Tôi mừng lắm, dục mẹ uống đều trong 1 tháng liền. Sau đó tôi gọi điện nhờ cậu bạn tư vấn xem nên uống tiếp thế nào. Cậu ấy cũng vui lây và bảo mẹ cậu bị đã lâu nên để bà uống đều đặn trong vòng 2-3 tháng. Sau đó nửa năm thì uống lại liên tục trong 1 tháng. Cách năm sau, mỗi năm uống 1 lần liên tục trong 1 tháng là được. Mẹ tôi đã chữa khỏi gai cột sống đơn giản chỉ bằng bài thuốc đó đấy. Tôi háo hức chia sẻ bài thuốc hữu dụng này cho bạn bè, họ hàng gần xa. Nhờ thế mà mẹ tôi đã có thêm nhiều đồng minh nữa trong cuộc chiến chống lại căn bệnh đáng ghét này. Và thật tuyệt vời, ngay sau liệu trình đầu tiên, mẹ tôi đã đủ sức khỏe để bay vào Nam, chăm chắc mới chào đời. Bà vui mừng lắm. Qua tìm hiểu, tôi được biết, trong dân gian có nhiều cách chữa gai cột sống, tận dụng những thảo dược dễ kiếm không có tác dụng phụ, nhưng thực tế áp dụng lại rất hiệu quả. Trong bài thuốc kết hợp từ các thành phần trên cũng rất có lý. Bưởi có những phytochemical
ngăn ngừa chất prostaglandin làm viêm khớp xương. Theo đông y, muối bưởi có vị ngọt, chua, tính hàn, có tác dụng kiên tỵ, giảm ho, tan đờm, chữa rối loạn tiêu hóa, đau đầy bụng, khó tiêu, đau khớp. Vỏ bưởi tính ấm, vị đắng, ngọt, có tác dụng tan đờm, giảm ho, điều hòa khí huyết, giảm đau. Ngải cứu thì tính ấm, có vị cay, có tác dụng ôn hòa khí huyết, hay được dùng chữa các bệnh đau đầu hoa mắt, nhức buốt xương khớp, đau thần kinh tọa. Chanh có chức năng giải độc, bảo vệ thành mạch, tăng cường hệ miễn dịch và hạn chế tác hại của những gốc tự do để làm chậm sự lão hóa, từ đó tăng cường khả năng tự chữa gai cột sống. Theo đông y, lá, rễ và vỏ quả chanh có vị the, đắng, mùi thơm, tính bình, có tác dụng tán phan giải nhiệt, hoạt huyết, thông kinh lạc, tiêu đờm, tiêu thực, giảm ho, sơ tiết can khí. Cây chanh thuộc nhóm 54 cây thuốc, có giá trị dược liệu cao nhất trong danh mục hơn 7.300 loại thực vật, được tổ chức Plant for a Future ở Anh Quốc phân loại và xếp hạng căn cứ vào giá trị dinh dưỡng cũng như dược liệu. Theo bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, trưởng khoa y học cổ truyền, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, các vị thuốc trong bài đều có tính ấm, lại được ngâm trong rượu đế cũng có vị cay, tính nhiệt nên rất phù hợp chữa gai cột sống. Thêm nữa, vỏ bưởi và quả chanh đều có công năng hành khí nên có tác dụng chỉ thống giảm đau. Theo y học cổ truyền, thống đau là do bất thông, ứ trệ, tắc nghẽn. Các vị thuốc có công năng làm cho kinh mạch thông suốt, khí huyết lưu chuyển bình thường thì chứng đau thuyên giảm, chữa thoái hóa cột sống. Mong là mọi người khi áp dụng bài thuốc này đều sẽ thành công và vui vẻ sống khỏe như mẹ tôi nhé. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Chỉ cần cho chanh vào ngăn đá là bạn đã có ngay một thần dược. Nếu muốn tận dụng tối đa công dụng của chanh thì bạn hãy cho ngay quả chanh đó lên ngăn đá nhé. 1. Công dụng của chanh. Chanh vốn là một loại quả tự nhiên, có nhiều tác dụng trong việc chăm sóc sức khỏe và làm đẹp cho mọi người. Tuy nhiên, chắc các bạn không biết rằng chanh tươi đã tốt, chanh đông lạnh còn tốt hơn nhiều lần. Khi được bảo quản trong điều kiện bình thường, chanh có rất nhiều công dụng như thải độc cơ thể, cung cấp vitamin C, giúp tăng cường hệ miễn dịch và giảm béo bụng rất tốt. Tuy nhiên, khi bạn cho chanh vào đông lạnh, bạn sẽ có ngay một thần dược giữ nguyên các công dụng của chanh. Ngoài ra, còn có khả năng chống lão hóa cao gấp nhiều lần ban đầu. Chất chống oxy hóa trong chanh giúp bạn giảm các vết thâm, đốm trên da, cải thiện các nếp nhăn. Thậm chí uống chanh đều đặn giúp bạn giảm sẹo, trẻ hóa làn da. Bởi nó giúp giải độc trong máu, giữ da bạn đều màu và rạng rỡ. Đặc biệt, rất nhiều người không biết rằng hầu hết các dinh dưỡng, chất chống oxy hóa tập trung ở vỏ chanh, phần bạn hay vứt đi. Nên việc đông lạnh chanh sẽ giúp bạn dễ dàng sử dụng được phần vỏ chanh một cách dễ dàng. 2. Hướng dẫn làm chanh đông lạnh. Bạn mua chanh tươi rồi ngâm 10 đến 15 phút trong nước muối loãng. Vớt ra vẩy cho ráo bớt nước. Cho chanh trực tiếp vào trong ngăn đá tủ lạnh. Khoảng 4 đến 5 tiếng sau khi chanh đã đông cứng hoàn toàn thì có thể mang ra sử dụng. 3. Cách sử dụng. Lấy dụng cụ bào nhỏ cả quả chanh, rồi trộn chanh đá bào vào sinh tố hoặc các món salad để ăn trực tiếp. Mỗi tuần, các bạn hãy chăm chỉ ăn từ 2 đến 3 quả chanh đông lạnh mỗi tuần để có thể trẻ hóa cơ thể và chống lão hóa về lâu dài. Chăm chỉ ăn hỗn hợp này mỗi tuần, bạn sẽ thấy gương mặt trẻ ra cả chục tuổi. Ngoài ra, hỗn hợp này còn có khả năng thanh lọc cơ thể, hỗ trợ quá trình giảm cân, đốt mỡ hiệu quả hơn. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt.
Bèo tay, công dụng quý không ngờ, đừng ai bỏ phí. Bèo tay dù chỉ là loại cây dùng làm thức ăn cho động vật nuôi, nhưng lại có công dụng quý hiếm như một kháng sinh chống viêm và giảm đau cực kỳ hiệu quả. 1. Mô tả. Bèo tay còn gọi là bèo Nhật Bản, lộc bền, thuộc họ bèo tay. Loại bèo này được cho rằng có nguồn gốc từ Nhật Bản nên được gọi là bèo tay, bèo Nhật Bản, còn gọi là lộc bình do cuốn lá phình lên giống lọ lộc bình. Bèo tay là cây thảo sống nổi ở nước hay những nơi ẩm ướt. Lá mọc thành hình hoa thị, có cuốn phồng lên thành phao nổi, trông giống như chiếc lọ lộc bình. Gan lá hình cung, hoa mọc thành chùm ở ngọn, hoa không đều, màu xanh tím. Cành hoa trên có một đốm vàng 6 nhì, 3 dài 3 ngắn, bao thượng 3 ô, đựng nhiều noãn, quả nang. 2. Chuyện về cây bèo tay trong thời kỳ kháng chiến. Bác sĩ Trang Xuân Chi đã kể lại trên tạp chí Cây Thuốc Quý câu chuyện về cây bèo tay trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Khi bác sĩ công tác ở tiểu đoàn quân y F325 đánh Mỹ ở miền Tây Khe Sanh, Bắc Quảng Trị, đã học được kinh nghiệm xử lý những vết thương nhẹ của thương binh bằng cách dùng bèo tay giã nát, trộn với muối để đắp vào vết thương, sẽ hết viêm ngay. Nhờ có bèo tay, những chỗ mừng mủ thì thu nhỏ lại, chỗ nào xương to, có mủ thì vỡ mủ ra. Nhờ có kinh nghiệm này mà các đơn vị bộ đội đã tiết kiệm được một số thuốc kháng sinh Tây y để dành cho điều trị thương bệnh binh nặng hơn. Theo chia sẻ của bác sĩ Chi, liều lượng bèo tay tùy thuộc vào nơi viêm xương trên da của bệnh nhân, nhưng phải rửa thật sạch bằng nước muối sinh lý. Khi giã nhỏ, cũng phải cho một ít muối sạch trộn vào. Giáo sư Đỗ Tất Lợi trong cuốn Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam cũng xác nhận, trong chiến tranh chống Mỹ cứu nước ở miền Nam, nhân dân dùng cây bèo Nhật Bản đắp lên những nơi xương tấy, viêm loét do các chất độc hóa học gây ra có nhiều kết quả tốt. 3. Công dụng quý của bèo tay. Theo giáo sư Đỗ Tất Lợi, cây bèo tay dù được trồng phổ biến ở nước ta, nhưng chủ yếu dùng làm thức ăn cho vật nuôi, không phải để làm thuốc. Tuy nhiên, qua kinh nghiệm thực tế, người ta cũng phát hiện ra rằng loại cây này dùng để đắp bề ngoài khi bị đau, mụn nhọt, vết thương thì cũng cho kết quả rất tốt. Cách dùng là hái một nắm bèo tay rửa sạch, giã nát, thêm một ít muối trắng rồi đắp lên nơi xương tấy. Khi khô lại, thay miếng đắp khác, ngày thay 2-3 lần. Với cách chữa này, theo giáo sư Đỗ Tất Lợi, vết tấy sẽ rút rất nhanh. Nếu chưa mưng mủ thì sẽ tan, nếu đã mưng mủ rồi thì thời gian mưng mủ sẽ rút ngắn, chống vỡ hay chống trích được hơn. Theo quan điểm của các nhà khoa học, hiện nay nhân dân ta ở nhiều địa phương vùng sâu, vùng xa còn rất nghèo, chưa mua nổi bảo hiểm y tế. Vì vậy, việc sử dụng các cây con thuốc nam như cây bèo tay rất có lợi, vừa ít tác dụng phụ lại không tốn tiền, dễ kiếm. Chính vì vậy, những bài thuốc như thế này nên được nghiên cứu cẩn thận và phổ biến rộng rãi trong nhân dân. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Công dụng quý từ cây tầm bốp. Tầm bốp là cây dài, mọc nhiều ở Việt Nam. Quả tầm bốp có vị chua, tính bình, tác dụng thanh nhiệt, lợi tiểu, tiêu đờm mà không phải ai cũng biết. Cây tầm bốp còn gọi là cây lòng đèn hay cây thù lù canh. Tên khoa học là Physalis angulata, thuộc họ cà, có nguồn gốc từ vùng nhiệt đới châu Mỹ, sau trở thành liên nhiệt đới. Đặc điểm của cây tầm bốp: cây mọc hoang trên khắp nơi, ở trên các bờ ruộng, bãi cỏ, đất hoang, hai bên ven đường đi ở các làng quê. Cũng nhìn thấy cả ở ven rừng, từ vùng thấp đến vùng có độ cao từ 1.500m so với mặt nước biển. Là loại cây thảo, cao 50-90cm, nhiều cành. Thân cây có gốc, thường rũ xuống, lá mọc xo le, hình bầu dục, chia thùy hoặc không, dài 30-35mm,
rộng 20-40mm, cuốn lá dài từ 15-30mm. Quả mọng tròn, nhẵn, lúc non màu xanh, khi chín màu đỏ, có đài cùng lớn với quả. Đài 3-4cm, rộng 2cm, bao trùm trang ở ngoài như cái túi, hạt nhiều hình thần. Cây ra hoa kết quả quanh năm, có thể sử dụng cả cây để làm thuốc, có tên dược là Hepa physalis angulati. Công dụng và cách dùng. Đông y cho rằng toàn cây tầm bốt có vị đắng, tính mát, không độc, có tác dụng thanh nhiệt lợi thất, khu đàm, trị khái, nhiễm kiên tán kết. Quả tầm bốt có vị chua, tính bình, tác dụng thanh nhiệt, tiêu đờm, chủ trị các chứng bệnh như cảm sốt, yết hầu sưng đau, ho nhiều đờm, nhiệt, non nấc. Đắp ngòi trị đinh sang, rễ tươi nấu với lợn tim và chu sa, ăn trị bệnh đái tháo đường. Ở Ấn Độ, người ta còn sử dụng toàn cây tầm bốt làm thuốc lợi tiểu. Lá cây tầm bốt được sử dụng trị chứng rối loạn của dạ dày, nên cũng có người ăn thay rau hàng ngày. Tuy hơi đắng nhưng vị thanh mát, lá cây tầm bốt có thể chế biến thành nhiều món như nấu canh, luộc hay xào. Các bài thuốc từ cây tầm bốt: trị nhọc vú, đinh độc, dùng 40-80g cây tươi, giã vắt lấy nước uống. Bã thì dùng đắp hoặc nấu nước rửa vết thương đau hàng ngày. Dùng trị viêm họng, khan tiếng, ho khan, ho có đờm đặc, trị tiểu ít, ban đỏ, thủy đầu, bệnh tay chân miệng, cúm da cầm. Dùng 15-30g cây tầm bốt khô, tươi từ 50-100g, sắc uống trong ngày, dùng 3-5 ngày liền. Trị đái tháo đường: rễ cây tầm bốt tươi 20-30g, nấu với tim lợn và chu sa, cách một ngày dùng một lần, uống từ 5-7 ngày. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Cô gái đun chuối lấy nước uống trước khi đi ngủ, kết quả cô nhận được khiến mọi người phải sốc. Mình là nữ 27 tuổi, hôm nay Bông Trang viết bài chia sẻ kinh nghiệm trị bệnh mất ngủ 4 năm của mình. Hy vọng có thể giúp ích nhiều cho mọi người, nhất là các bệnh nhân bị mất ngủ như mình. Ngày xưa mình học đại học, mình bị rối loạn giấc ngủ, ngủ nhiều lắm, lúc nào cũng buồn ngủ cả. Vào lớp hay về nhà, mắt cứ nhíu lại, chỉ ước được đi ngủ, mà ngủ rồi là mơ lung tung, ngủ dậy lúc nào cũng nhức đầu, người cứ lờ đờ, nhưng không ngủ thì không chịu nổi. Rồi tình cờ đọc bài báo về vấn đề rối loạn giấc ngủ, thấy giống mình quá nên đi khám. Lúc đó là đầu năm 2012, khám rồi uống thuốc xét nghiệm tùm lum đi một khối tiền. Kết quả sau bao lần khám đi khám lại là có thuốc sẽ ngủ được, không thuốc khỏi ngủ luôn, thức tới sáng luôn. Thế là bắt đầu quá trình bị mất ngủ từ đây. Mình sợ quá nên ngừng khám với uống bên đó. Tất nhiên vài bữa sau không có thuốc thì đêm nào cũng thức tới sáng. Người ta khó ngủ còn đỡ, mình là mất ngủ 100% luôn, người cứ như chết rồi ý. Rồi mua mimosa, rutidin, gừng, mật ong, chè sen, tăm sen, ai chỉ gì hay đọc thấy gì uống hết, rồi đi tập yoga nữa. Nhưng mỗi tối chắc ngủ được khoảng 2-3 tiếng. Thời gian đó cứ như ác mộng các bác ạ. May là vừa tốt nghiệp đại học nên đỡ, nếu không chắc tiêu quá. Mẹ mình đọc được bài viết chữa mất ngủ bằng chuối xanh, mẹ mình làm cho mình uống ngay, không ngờ khỏi luôn các chị ạ. Việc thực hiện chỉ mất 10 phút và bạn sẽ chấm dứt tình trạng mất ngủ ngay sau đêm đầu tiên thực hiện. Dưới đây là tất cả những gì bạn cần phải chuẩn bị. Chuẩn bị: một quả chuối xanh, một ly nước chừng 250ml, một thanh quế, tùy thích có thể có hoặc không. Bạn có thể mua thanh quế ở các nhà thuốc đông y. Thực hiện: việc mà bạn cần phải thực hiện chỉ là cắt hai đầu quả chuối, rồi đặt chúng vào một cái nồi, đổ nước vào nồi và đun sôi trong vòng 10 phút. Sau đó
Bạn có thể cho quế vào ngâm chừng 10 phút nữa nếu bạn muốn và thích mùi vị của quế. Sau cùng, chắt lọc lấy phần nước và uống trước khi đi ngủ chừng 1 tiếng đồng hồ. Cốc trà chuối xanh này sẽ có tác dụng làm dịu những điều bất thường trong não và cơ bắp của bạn, giúp bạn chìm vào giấc ngủ nhanh và sâu hơn. Kết thúc căn bệnh mất ngủ thật đơn giản đúng không nào? Hãy thực hiện ngay hôm nay để thức dậy vào sáng mai với cơ thể tràn đầy năng lượng. Chúc bạn thành công! Chuối là loại quả đặc biệt, nó rất giàu kali và magie. Magie giúp ngăn ngừa tình trạng rối loạn giấc ngủ. Magie và kali kết hợp giúp thư giãn cơ bắp tốt hơn. Trong thực tế, magie là một trong những khoáng chất tốt nhất để thư giãn toàn bộ cơ thể. Bạn hãy chọn một quả chuối xanh hữu cơ, sạch và thực hiện đun chuối lấy nước uống. Mất ngủ sẽ gây ra hàng loạt căn bệnh nguy hiểm này nè. Bệnh tim mạch. Mất ngủ là một trong những nguyên nhân gây ra bệnh về tim mạch. Bởi khi đó, hệ thần kinh giao cảm hoạt động nhiều hơn, mạch máu co lại, huyết áp tăng, tạo áp lực thêm cho trái tim. Hơn nữa, khi ngủ ít, cơ thể cần nhiều insulin hơn để duy trì mức độ đường huyết bình thường. Do đó, có tác động xấu tới mạch máu và tim. Ung thư. Một nghiên cứu vào năm 2010 đã chứng minh rằng thiếu ngủ làm tăng nguy cơ vú có thể tấn công nếu bạn ngủ chưa đầy 6 giờ trên một ngày. Vì vậy, nếu bạn gặp các vấn đề về giấc ngủ thì hãy tìm cách cải thiện tình hình để giảm nguy cơ mắc các dạng. Tiểu đường. Một nghiên cứu đã phát hiện ra mối liên quan giữa mất ngủ và kháng insulin, một yếu tố nguy cơ gây tiểu đường. Nghiên cứu cho thấy những người tham gia ngủ ít có nguy cơ kháng insulin cao hơn và dẫn tới tăng khả năng mắc bệnh tiểu đường. Loãng xương. Về lâu dài, mất ngủ cũng có thể làm tăng nguy cơ loãng xương. Theo một nghiên cứu năm 2012, mật độ khoáng trong xương sẽ giảm đáng kể ở người có chất lượng giấc ngủ kém. Ngoài việc gây tổn hại cho xương, thiếu ngủ còn khiến cơ thể không thể phục hồi những tổn thương này trước khi có tuổi. Nguy hiểm quá, các chị đừng bao giờ để mình mất ngủ nha. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Nhai vỏ chanh trong 3 phút, cao răng, mảng bám, ố vàng, cứng như đá cũng tự bong ra chỉ sau 2 lần áp dụng. Khỏi cần đến nha sĩ, cao răng và mảng bám ố vàng sẽ tự động bong ra, trắng sáng không tì vết. 100 người thì 99 người ưng ý. Chanh tươi được nhiều người biết đến với công dụng làm trắng da, ngăn ngừa mụn và xóa mờ vết thâm nhanh chóng. Đặc biệt, với tinh chất dầu thơm lại chứa nhiều vitamin, thì vỏ chanh chính là loại thần dược đặc trị hôi miệng và đánh bật cao răng mảng bám ố vàng hiệu quả. Tham khảo bài viết dưới đây để có công thức làm đẹp hữu hiệu cho chính mình ngay tại nhà. Nguyên liệu cần chuẩn bị: một quả chanh tươi, 2 thìa muối miệng, 1 bàn chải đánh răng mềm, bát và thìa. Cách làm: chanh tươi đem rửa sạch nhiều lần rồi tiến hành ngâm trong dung dịch nước muối pha loãng chừng 10 phút. Dùng dao gọt hết toàn bộ lớp vỏ xanh bên ngoài rồi cho vào một chiếc bát nhỏ. Trộn đều 2 thìa muối miệng, 1 thìa nước cốt chanh trong khoảng 1 phút, ta sẽ thu được hỗn hợp đồng nhất. Cách dùng: bước 1. Để loại bỏ cao răng, mảng bám ố vàng nhanh chóng thì trước hết bạn dùng nước ấm súc miệng nhiều lần rồi dùng bàn chải nhúng đều vào hỗn hợp muối và nước cốt chanh. Bước 2. Tiếp đó, bạn dùng hỗn hợp trên chải đều từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, giúp các dưỡng chất hấp thụ một cách triệt để. Bước 3. Thực hiện thao tác này lặp đi lặp lại trong khoảng 1 đến 2 phút, rồi dùng nước sạch súc miệng như bình thường. Bước 4. Hoàn thành xong, bạn dùng vỏ chanh bào nhuyễn vừa chuẩn bị cho vào miệng rồi nhai thật kỹ trong khoảng 3 phút. Với phương pháp này, bạn nên áp dụng thường xuyên mỗi ngày một lần vào các buổi sáng hoặc tối trước khi đi ngủ. Nó không những giúp hơi thở thơm tho, mặt khác
đánh bật cao răng cứng đầu và trả lại hàm răng trắng bóng tự nhiên. Lưu ý nhỏ nhỏ, để đạt hiệu quả tối ưu, bạn nên thực hiện liên tục. Ngoài ra, cũng cần hạn chế sử dụng những loại thực phẩm có chứa các chất kích thích độc hại như rượu, bia, thuốc lá hay những nguyên liệu tối màu. Trên đây là toàn bộ những gì mà chúng tôi muốn chia sẻ đến các bạn. Hy vọng với vài mẹo nhỏ sẽ giúp mọi người có được hàm răng trắng bóng mà không cần tới nha sĩ cho tốn kém. Chúc các bạn thành công! Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt.